Thưa quý vị và các bạn, với tầm nhìn xây dựng một cộng đồng ASEAN thân thiện, thúc đẩy phát triển ổn định, thịnh vượng và cùng hợp tác phát triển năng động, các nhà lãnh đạo ASEAN đã khẳng định quyết tâm thiết lập cộng đồng ASEAN năm 2015. Cộng đồng kinh tế ASEAN, AEC là bước phát triển lên tầm cao mới của liên kết kinh tế giữa các quốc gia Đông Nam Á, tiếp nối những thành tựu của khu vực mậu dịch tự do ASEAN, AFTA. Tại hội nghị cấp cao ASEAN năm 2013 diễn ra tại Bali, Indonesia, nguyên thủ các quốc gia thành viên đã phê duyệt ý tưởng thành lập cộng đồng ASEAN vào 2020 dựa trên 3 trụ cột: kinh tế, chính trị, an ninh và văn hóa xã hội. Trong đó, trụ cột kinh tế có vai trò trọng tâm với tiêu chí hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN. Hiện giờ thì trong khuôn khổ xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN thì việc xây dựng thị trường chung và cơ sở sản xuất thống nhất là một trong 4 trụ cột cơ bản của việc xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN. Tới năm 2015 thì việc thực hiện các cái hiệp định này cũng như là các cái biện pháp khác nhằm xây dựng và tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và di chuyển của con người trong khu vực đã có những cái đạt được rất nhiều thành tựu. Theo báo cáo giả soát giữa kỳ về tình hình thực thi cộng đồng kinh tế ASEAN Blueprint năm 2012 do Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á ERIA thực hiện, trong đó nêu bật một số kết quả của ASEAN hướng đến cộng đồng kinh tế ASEAN năm 2015, bao gồm thuế quan trong ASEAN. Hiệp định thuế quan ưu đãi CEPT đã giảm đáng kể trong thập kỷ qua. ASEAN đang nỗ lực để thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia và cơ chế hải quan một cửa ASEAN. Dựa vào các cam kết tự do hóa đầu tư trong ACIA, hầu hết các nước thành viên ASEAN đều có cơ chế đầu tư tương đối tự do trong lĩnh vực hàng hóa, đặc biệt là ngành chế biến. ASEAN đã có tiến triển đáng kể về vận tải hàng không theo công thức ASEAN-X, một khuôn khổ hiệp định đa phương về tự do hóa hoàn toàn vận tải hàng không, hiệp định đa phương về dịch vụ hàng không MAAS, về hiệp định đa phương về tự do hóa toàn dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường hàng không. Những kết quả nêu trên rất đáng ghi nhận, nhưng con đường hướng tới hội nhập kinh tế khu vực toàn diện thực sự trong cộng đồng kinh tế ASEAN vẫn còn khá dài. Bức tranh ASEAN sau 2015 dự kiến sẽ có thách thức đối với các quan chức ASEAN và các bên liên quan khác. Sự kiện cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ được thành lập chính thức vào năm 2015 ấy, là một sự kiện lớn và có rất là nhiều tác động đối với Việt Nam, đối với nền kinh tế Việt Nam và đặc biệt là đối với sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam. Mà đây còn là một cộng đồng của kết nối, cộng đồng của sự hợp tác. Cho nên là doanh nghiệp khi nhìn vào cái cộng đồng này cũng phải nhìn đầy đủ các khía cạnh ấy để mình tận dụng các cơ hội mang lại do tự do hóa và những cái lợi thế mình vốn có, ví dụ như là thương mại, đầu tư, cơ hội về hợp tác. Trong bối cảnh chung của ASEAN và khu vực, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với một số thách thức trong việc thực hiện mục tiêu cộng đồng kinh tế ASEAN. Hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN ấy, tức là hình thành một cơ sở sản xuất chung và một thị trường chung của nước ASEAN. Nó giúp cho việc là các nước ASEAN có thể là giảm được chi phí trong quá trình sản xuất. Rồi nó giúp cho việc các nước ASEAN sẽ phân công lao động tốt hơn giữa các nước với nhau để cùng sản xuất, và tiến tới xa hơn nữa đấy là nó giúp cho các nước ASEAN tham gia một cách hiệu quả hơn vào chuỗi sản xuất cũng như là chuỗi cung ứng quốc tế. Thì đấy là những ý nghĩa hết sức lớn đối với ASEAN. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, mặc dù đã đạt được những nỗ lực đáng khích lệ kể trên, ASEAN vẫn cần phải nỗ lực gấp đôi để hoàn thành mục tiêu cộng đồng kinh tế ASEAN đúng thời hạn. Thứ nhất, thách thức về khả năng hoàn thành các biện pháp cộng đồng kinh tế ASEAN đúng thời hạn và khả năng thực hiện cam kết của các nước theo kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN. Thứ hai, thách thức trong việc nâng cao nhận thức của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp về cộng đồng kinh tế ASEAN. Thứ ba, thách thức đến từ sự gia tăng các liên kết thương mại khu vực và thế giới. Nhiều thành viên ASEAN đang tham gia ngày càng nhiều hơn và sâu hơn vào các khuôn khổ hợp tác kinh tế thương mại ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đã làm cho tiến trình hội nhập kinh tế nội khối ASEAN trở nên phức tạp và đối mặt với nhiều thách thức hơn.